Xin chào tất cả các khách hàng yêu quý của DK ạ. Và ngày hôm nay thì tôi rất vui vì chúng tôi hôm nay có một vị khách rất là xinh đẹp và chị vừa trải nghiệm xong dịch vụ headshot tại DK. Và chúng ta hãy cùng trò chuyện với chị một lát nhé. Xin chào chị. Chị có thể giới thiệu qua về bản thân mình cho mọi người đang theo dõi livestream được biết không ạ? Ừ, chị tên là Thủy. Vâng ạ. Hải Phòng. À, chị Thủy ở Hải Phòng ạ. Vâng, vậy lý do vì sao chị Thủy lại biết đến DK vậy ạ? Chị được bạn giới thiệu. Và bây giờ trước khi thì để nghe cảm nhận của chị Thủy sau khi làm nông bài mới thì chúng ta hãy dành ra một ít phút để có thể quan sát cái tình trạng cũ nhé. Chị Thủy ơi, chị có thể chia sẻ một vài những cái định của mình về cái tình trạng cũ lông mày của mình không ạ chị? Lông mày cũ của chị xấu màu đỏ. Vâng ạ. Tức là bị chỗ đỏ đúng không ạ? Bị chỗ đỏ mà dáng là xấu. Vâng. Lông mày cũ này chị làm được bao nhiêu lâu rồi ạ? Chị làm được 2 năm. 2 năm ạ. Vâng, và như mọi người có thể thấy thì với cái tình trạng lông mày này có dấu hiệu bị chỗ đỏ đó, và ngoài ra thì cái dáng lông mày của chị bị cụp nên là nhìn tổng thể, nhìn gương mặt nó bị già hơn so với tuổi đó. Vâng, và chị đã từng trải nghiệm dịch vụ laser tại DK đúng không ạ? Ừ. Vâng, vậy trong quá trình laser thì chị thấy như nào hả chị? Laser không bị đau, không bị rát, không bị mất lông. Vâng. À, hết màu. Dạ. Anh em thấy thì sau cái quá trình mà chị thực hiện laser theo liệu trình nhà em thì đã xử lý được khá là khoảng tầm 85% gốc mực cũ của mình rồi. Và hôm nay thì như chúng ta có thể thấy thì bây giờ chị Thủy đã có một cái cặp lông mày mới rất là tự nhiên và đẹp. Và điều đặc biệt ở đây với cái công nghệ headshot thì Mastermind Minh Vương của chúng tôi thì đã xử lý che phủ được toàn bộ cái gốc mực và cái tình trạng cũ của chị rồi. Nhìn như thế này thì chắc chắn là chúng ta rất khó có thể nhận biết được đây là một cặp lông mày sửa đúng không ạ? Với cái cách xếp sợi siêu thực như thế này. Thật sự thì em nghĩ đây là một công nghệ và do cái kỹ thuật của chuyên gia của DK ấy, đã khiến cho mình có một cái cặp lông mày mới rất là tự nhiên và đẹp. Thì chị Thủy có cái cảm nhận gì về tay nghề hay là về cái cách mà đội ngũ đi cây chăm sóc chị không ạ? Nói chung là chị thấy rất là may mắn. Dạ. Hoàn toàn hài lòng. Dạ, vâng. Dạ, em cảm ơn chị. Và theo như em được biết thì chị Thủy cũng đã từng sử dụng dịch vụ phun môi tại đi cây đúng không ạ? Dạ. Vậy môi của mình bong được bao nhiêu ngày rồi chị? Bong chỉ bong được 2 tuần. Bong được 2 tuần ạ. Vâng, và bây giờ em xin mời máy quay sát môi của chị Thủy nhá. Để chúng ta có thể thấy được cái độ tự nhiên này. Nhìn môi rất là mướt và trong. Đó, và môi của chị Thủy mới bong được 2 tuần thôi. Tuy nhiên thì mọi người có thể thấy được cái sự lên màu cũng như là cái vẻ tươi tắn của cái đôi môi này. Đó, và nhìn tổng thể giờ chị Thủy đã rất là xinh đẹp rồi. Vâng, vậy sau khi trải nghiệm xong dịch vụ tại DK thì chị có nhận xét gì không ạ? Chị cảm thấy là tất cả các dịch vụ đều tuyệt vời, môi chị lên màu đều và mỏng trong, mềm môi hơn. Dạ. Vâng, em cảm ơn chị và em sẽ chúc chị sẽ trong một năm mới sẽ luôn luôn xinh đẹp và trẻ trung như thế này chị nhá. Chị cầm cảm ơn. Dạ vâng, em cảm ơn chị rất nhiều. Và nếu như các chị em cũng muốn sở hữu những cặp lông mày, những cái đôi môi xinh như chị Thủy thì mọi người hãy đừng ngại ngần, hãy inbox trực tiếp qua fanpage của DK hoặc là có thể gọi điện đến số hotline 0911310000 nhé. Cảm ơn mọi người đã theo dõi livestream ngày hôm nay ạ. Xin chào mọi người ạ.